Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay em lại có những cái giò lan rất là đẹp. Đầu tiên lên các bác là một giò đai trâu như này. Cái này là thuần gỗ và đưa vào chậu các bác nhé, không phải là thuần chậu nhé. Thuần là cục gỗ và bây giờ em đưa vào chậu để cho nó phát triển cho nó tốt hơn. Mã số 1 đai trâu rừng nhá, đang có 1 2 3 lụ nhá. Hiện tại đang có 3 lụ nhá, một mẹ. Cái này không phải một mẹ một con. Có một cây con ở đây mà nó không phải là cây con. Hai cây có nhá, có một cây con đây. Mã số 1 350.000 đồng đai trâu rừng. Các bác xem cái chất lá của nó này. To bạt nhá. Hiện tại đang có 3 lụ nhá, mã số 1 350. Số 2 này các bác này. Giò này nhiều lụ kinh khủng luôn, các bác nào chơi giò này chất này. 1 2 3 4 5 6 lụ. Cây này hiện tại đang có 6 lụ thôi nhá. Mã số 2 700.000 đồng. Cái lá này các bác mà muốn điều chỉnh nó đều được nhá. Mã số 2 700.000 đồng. Đây trâu rừng đang có 7 lụ. À 6 lụ. Mã số 2 đang có 6 lụ thôi nhá. Số 3 các bác nhá. Số 3 giò này cũng nhiều lụ này. 1 2 3. Cây này đang 3 lụ nhá. Mã số 3 đai trâu rừng. Giò này 300.000 đồng cho mã số 3. Đai trâu rừng đang có 3 lụ. Cái đai trâu rừng này thì đang ghép ở gỗ và đưa vào chậu các bác nhá. Đưa vào chậu để cho nó phát triển nó tốt hơn. Mã số 4 giò này nó quá chất này. Một cây nhá. 1 2 3 4. Hiện tại đang có 4 lụ. Có lụ mờ mờ nữa mà không biết có phải không, nếu phải thì là 5 lụ. Mã số 4 đai trâu rừng nhá, 700.000 đồng. Chất chưa này con này. Cái này cũng thuần gỗ và đưa vào chậu các bác nhá. Số 5 là một giò hạc vĩ trắng các bác nhá. Nói đến hạc vĩ trắng thì là một dòng lan hiếm. Mã số 5 hạc vĩ trắng 650.000 đồng cho mã số 5. Hạc vĩ trắng tinh. Số 6 này các bác này là một giò kiều trắng nhá các bác nhá. Mã số 6 kiều trắng. Kiều trắng thì là một dòng kiều nó hiếm rồi. Nên là giá thành nó không rẻ nhau nhá. Mã số mấy nhỉ? Số 6. Số 6 kiều trắng. 350.000 đồng. Mã số 6 kiều trắng. Nó ra hiếm thì lại còn không có mà mua các bạn. Số 7 các bác nhá, là một giò sơn thủy tiên ghép gỗ như này nhá, gỗ thì rất là chắc này các bác này. Gỗ này của nó chắc lắm. Không biết gỗ gì. Không còn nhớ. Mã số 6 số 7 kiều trắng nhá, à số 7 sơn thủy tiên. Mã số 7 sơn thủy tiên 450.000 đồng cho mã số 7. Cái này gỗ của nó chắc lắm. Bác và chắc phải chơi được lâu lâu đấy. Mã số 8 nhá, một giò sơn thủy tiên như thế này. Tùm này. Đấy. Hàng nguyên dài nhá. Mã số 8 sơn thủy tiên 480.000 đồng cho mã số 8. Số 9 nhá, một giò sơn thủy tiên như thế này. Mã số 9. 450.000 đồng cho mã số 9 sơn thủy tiên. Số 10 này cũng một giò sơn thủy tiên nữa, hàng nguyên giá.
Mã số 10, 450.000 đồng. Mã số 10. Số 11 này. Giò này củ to chưa? Củ to thì cái hoa của nó sẽ dài các bác nhá, nó sẽ có lực, nó sẽ cho hoa dài. Mã số 10 Sơn Thủy Tiên 450.000 đồng. Mã số 10. Mười một các bác nhá, là một giò long tu đá hoa tím nhá, dòng này hoa tím, hoa vừa tím vừa thơm và nó xuống lá, nó đang chuẩn bị cho hoa đây. Mã số 11 long tu đá hoa tím, giò này 220.000 đồng cho mã số 11. Đếm cho bà thân hoa đôi 4 6 8 chín thân hoa. Mã số 11 220.000 đồng. Số 12 nhá, hoàng thảo vôi, một dòng lan hoa tím đậm và thơm nhá. Mã số 12 hoàng thảo vôi 600.000 đồng. Đây một giò như thế này. Đây các bác nhá. Rất là nhiều thân hoa. Nó đang xuống lá đây nhá các bác nhá, nó xuống lá và nó cho hoa nhá. Dòng này thì nó phải xuống lá thì mới cho hoa được các bác nhá. Mã số 12 600. Mười ba các bác nhá, là một giò kiều vương rừng. Mã số 13 kiều vương rừng, giò này 250.000 đồng. Mã số 13 như này các bác nhá. Đây nó xuống lá và nó đang chuẩn bị cho hoa các bác nhá. Dòng kiều vương rừng này đã thuần này là nó ổn định, nó phát triển rất là tốt. Mười bốn các bác nhá, là một giò đùi gà nguyên rể, đùi gà tròn Lai Châu. Dòng này hoa đẹp. Đấy, cũng đang xuống lá, mùa này là mùa cây khô lá vàng. Đấy, nó xuống lá là bình thường nhá các bác nhá. Mầm gốc này. Hàng nguyên già nhá các bác nhá. Dòng có một tép thôi, bây giờ nó lên cả một khóm như này. Mã số 14 đùi gà tròn Lai Châu 350.000 đồng, mã số 14. Số 15 các bác nhá, cũng là một giò đùi gà nhưng mà đó là đùi gà trắng tinh, đùi gà va nhá. Mã số 15 đùi gà trắng 500.000 đồng. Toàn thân hoa nhiều nhá, đùi 4 6 8 10 11 thân nhá. Mã số 15 500. Mười sáu là một cặp chầm rồng đỏ các bác nhá, một cặp chầm rồng đỏ như này. Mỗi cây, mỗi giỏ là có 3 cây nhé. Mã số 16, một cặp này là 250.000 đồng. Chầm rồng đỏ nhé. Mười bảy này, kim điệp này. Kim điệp xuân, hoa vàng ươm. Mã số 17, 150.000 đồng. Kim điệp xuân nhé các nhé. Số 18 này, cũng một giò kim điệp nữa. Mã số 18, kim điệp 150.000 đồng. Mã số 18. Mười chín nhá, một giò kiều vuông. Mã số 19, kiều vuông 220.000 đồng. Mã số 19, 220, kiều vuông nhá. Hai mươi dáng hương tam bảo sắc, một dòng lan thì hoa thơm, dòng lá xếp nữa các bác nhá, dòng lá xếp đang trồng cây đang đứng lên nhá các bác nhá, dòng cây đứng nhá. Mã số 21 tam bảo sắc 200.000 đồng. Số 22 nhá các bác nhá, một trụ tam bảo sắc như này các bác nhá. Trụ này dài 1m1 quá nhá. Mã số 22
1.200.000 đồng, dáng hương tam bảo sắc, trụ lầy dày 1m2 thôi nhá. Mã số 23 này, một trụ tam bảo sắc như này nữa này. Mã số 23, 550.000 đồng, dáng hương tam bảo sắc, hoa thơm ngát. Số 24 này, một giò tam bảo sắc như này nhá. Mã số 24, dáng hương tam bảo sắc, 200.000 đồng. Mã số 24, 200. Số 25 là một giò kiều mỡ gà đấy nhá. Giò này nhiều thân, thân to này, đôi 45 thân to và 3-4 thân bé nữa. Mã số 25 kiều mỡ gà, kiều trắng nha các bác nhá, xin lỗi, kiều trắng nha các bác nhá. Mã số 25 kiều trắng, 350.000 đồng. Cái dòng kiều trắng thì nó hiếm nên là giá thành nó đắt các bạn. Mã số 26 là một giò kiều mỡ gà đây, đây là kiều mỡ gà nhá, đang sưng lụ rồi. Mã số 26 350.000 đồng. Vâng, giò kiều này đã kết thúc video nhà ngày hôm nay. Cảm ơn theo dõi video.